Xin chào mọi người và nhất là các em nữ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Đây là video clip và anh Ba Tử Vi chia sẻ với các em về cái tử vi vận hạn của năm Canh Tý năm 2020 cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm của Canh Tý 2020 đối với tuổi Tân Dậu của các em. Một trong những cái tuổi mà mình như đã nói là chịu tam tai, tỵ Dậu Sửu tức là tuổi Dậu thì tam tai của năm giữa sẽ là năm nặng, tức là năm Canh Tý. Tại vì năm đầu là của người tuổi Tỵ chịu nặng, năm này là của người tuổi Dậu và năm cuối cùng là người tuổi Sửu. Tuy nhiên là trong tất cả các người mà tuổi Dậu chịu tam tai năm nặng, có sao hạn tất cả mọi thứ không tốt đẹp, thì người Tân Dậu là người có thể nói là có sao hạn vận niên hạn rồi kia là tốt đẹp nhất, cũng như là phúc tinh tài tinh ở bên trong cái mạng của cái người mà Tân Dậu có cái nhiều cái điều mà nó hay ho hấp dẫn. Đó là một cái điều mà phải nói là tích cực cho người Tân Dậu nữ mạng. Đầu tiên hết á thì mình phải nói là xét về năm á, cái người Tân Dậu thì tuy là năm đang nay cái năm năm Kỷ Hợi đối với người Tân Dậu chưa phải là năm tam tai năm nặng, nhưng mà cũng gặp rất là nhiều cái điều rắc rối. Tam tai không phải là cứ vào năm nặng rồi thì cái tuổi đó mới chịu cái sự chi phối của tam tai. Tam tai năm nặng thì cái sự xấu nó tăng lên thôi, chứ còn tam tai là phải trong 3 năm đều bị cả. Mọi người nên nhớ nha, thí dụ như năm nay tuổi Tỵ bị nặng, năm sau nhẹ hơn một chút, năm tới nhẹ hơn một chút, chứ không phải là năm nay tuổi Tỵ bị nặng rồi thì năm tới năm Tý thì tuổi Tỵ không còn bị. Mà cũng giống như tuổi Sửu, tuy là năm cuối cùng tuổi Sửu mới bị nặng, nhưng mà năm nay và năm Tý thì tuổi Sửu cũng có những cái rắc rối, những cái khó khăn riêng, chứ không phải là không có. Như đã nói thì người mà tuổi tam tai thì gồm có tai biến nè, tức là thị phi, chuyện đâu đâu nó rơi xuống đầu mình, đó là thị phi tai biến. Tai ương là gặp những cái chuyện không có suôn sẻ trong công việc này kia, và cuối cùng là tai nạn, đó là tam tai. 3 năm tam tai là 3 năm sẽ xảy ra cái vấn đề đó, và 10 năm nó sẽ là gặp lại. Có nhiều người không biết, có nhiều người cứ cái gì tam tai 31 bước qua 33 bước lại. Không phải tuổi nào cũng là 31 bị 33 kết thúc, mà có thể là có tuổi là 27 đã bị tam tai, có tuổi là 37 mới bị, cũng có tuổi là 41 mới bị và 40 mới bị, như là 39 cho tới 41, đó là các người tuổi Tân Dậu là 39 tới 41 là bị tam tai. Cho nên là có rất là nhiều cái việc mà nói chung là không tốt ở trong những cái năm tam tai mà xảy ra. Đối với người mà tuổi Tân Dậu thì xem tử vi cho người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 á, là 40 tuổi nữ mạng, đúng không? Mà nữ mạng Tân Dậu là người ta gọi là âm nữ. Âm nữ là sao? Thí dụ như người mà cứ lẽ là âm, chẵn là dương. Cứ nhớ vậy, cái người nào mà vô năm chẵn là dương, dương nam hay dương nữ. Còn người nào vô lẽ là âm nam hoặc là âm nữ. Rồi, Tân Dậu thì là những người sinh từ ngày 15 tháng 2 năm 1981 cho đến cái ngày 24 tháng 1 năm 1982. Đó là người chịu sự chi phối của cái bộ mệnh Tân Dậu, với mạng thạch lụ mộc, tức là cây thạch lụ, cái cây nhưng mà rất là cứng cỏi. Theo nhiều sách đó thì là tướng tinh là con gà, nhưng mà tướng tinh nó là con chó, sự trung thành rất cao, chứ không phải xương thì là con gà, hình thì con gà, nhưng mà tướng tinh là con chó, sự trung thành nó có ha, chứ không có gian xảo. Rồi, như vậy là người xét về cái chủ mạng á, là người mạng mộc, gặp năm thổ là mộc khắc thổ ha, là bổn mạng khắc năm, người ta gọi là khắc xuất về bổn mạng, trung bình chủ về cái năm mà không tốt đẹp về cái sức khỏe. Trong cái việc mà cái trụ mạng mà mình nói là xấu nhất vẫn là năm khắc bổn mạng, rồi xấu nhì là mạng khắc năm, và xấu thứ ba là sinh xuất cho năm.
Thì rõ ràng đó là với cái mạng mà bị tương khắc như thế này, cộng với năm tam tai, thì là người mà nữ mạng nhớ cẩn thận vào những cái tháng xung của mình, của tuổi, và tháng nào xung thì lát nữa mình sẽ đi tìm ở trong cái vận hạn 6 tháng cuối năm mình, quên, 6 tháng đầu năm mình sẽ chia sẻ là cái tháng nào xung và tháng nào không. Người Tân Dậu, nữ mạng tốt đẹp. Tại sao mình nói là người Tân Dậu tháng này là chịu tam tai năm nặng, nhưng mà sẽ không có nhiều cái sự xấu ở trong cái năm này. Lý do tại sao là vì là sao của sao chủ của năm đối với người Tân Dậu nữ mạng là sao Thái Âm, một cái ngôi sao may mắn đem lại phúc lộc rất là tốt. Sao Thái Âm là biểu tượng của mặt trăng nên là rất tốt cho nữ mạng. Nữ mạng có sao Thái Âm mà chiếu mạng thì chiếu ở mệnh thì thường được bạn bè giúp đỡ, hanh thông về tiền bạc. Vì sao Thái Âm có cái tên gọi khác là tài tinh, là một cái sao đem lại tiền tài. Thái Âm là lại thuộc hành thủy, cho nên sẽ còn rất là tốt đẹp, tương trợ cho cái người mệnh mộc của nữ mạng Tân Dậu 1981. Đó là một cái điều rất là tốt đẹp, đúng không? Hạn thì là nhẹ nhàng thôi. Hạn chỉ là hạn tam kheo, xây sát tay chân. Với cái hạn tam kheo xây sát tay chân này, cộng với kết hợp với cái chuyện mà mình bị bổn mạng của mình khắc tháng, thì rõ ràng là người mà gặp sao hạn tam kheo thì phải đề phòng bệnh về tay chân, như tai nạn bất ngờ xảy ra xây sát tay chân, nhưng mà không có nguy nan đến một bổn mạng. Người ta nói hạn tam kheo chỉ là tiểu hạn, không phải là đại hạn ha. Vận niên thì rất là tốt đẹp đối với người Tân Dậu nữ mạng, đó là vận niên rồng gặp mây, long đắc vũ ha. Rất là tốt, là hình tượng con rồng vờn được bay nhảy ở trong những cái đám mây. Có thể nói là năm nay có nhiều cái cơ hội phát triển công việc và cả cái danh lộc nữa, dù rằng đó là năm tam tai năm nặng. Ngon lành ha. Thiên can tân gặp canh thì là bình hòa. Tân canh thì cũng đều hành kim hết, cho nên là cái chủ thiên can nói về công việc chính thì không có vấn đề gì nhiều cả, không có xung khắc ở trong cả năm. Địa chi Dậu gặp Tý thì không tốt đẹp. Tý ngọ mèo Dậu ha, Tý ngọ mèo Dậu thì nó nằm trong tứ hành xung và cũng là năm tam tai, cho nên là đề phòng những chuyện rắc rối ở trong gia đạo, rất dễ xảy ra cái chuyện tranh chấp không tốt đẹp ở trong cái gia đạo của mình, cả cái việc chồng con luôn ha. Cho nên là nếu là nữ mạng của Tân Dậu thì năm tới với những cái gì sao hạn mà bên ngoài như thế này thì là các em thì anh sẽ phải để ý với cái tình cảm gia đạo của mình nhiều nhất, chứ còn về công việc, về bổn mạng thì cũng không có quá cái nhiều cái xui xẻo. Thí dụ giống như nếu như mà các em là năm tam tai mà chơi luôn cái sao Thái Bạch ha, sao Bạch hành kim nó chơi vô mệnh mộc nữa thì càng chết, lúc đó mới chết dịch. Mà thí dụ giống như là người mà mệnh mộc mà gặp năm kim luôn nữa, kim khắc mộc luôn nữa, thì giống như là cái năm của cái người mà Quý Hợi năm nay rất là suy yếu về bổn mạng, nhưng mà đỡ một tí xíu là Tân Dậu không có xui đến mức như đó. Rồi, địa chi thì như vậy, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái phần gia đạo của mình. Trong các cái đó là cái vẻ bề ngoài, còn nội tại các cái sao mệnh ở trong tử vi của năm nay thì xem như thế nào. Cung mệnh tuổi Tân Dậu năm 2020 có các sao chiếu như là Thiếu Dương nè, Đường Phù, Hỷ Thần, Thiên Không. Đây là bộ sao khá là tốt đẹp. Với Thiếu Dương có sao chủ là Thiếu Âm nè, là một cái ánh băng coi như mặt trăng. Thiếu Dương là mặt trời, Đường Phù đi với Hỷ Thần, rất là tốt đẹp cho cái việc có tiền tài. Thiên Không đi với Thiên Không, cho nên đây là bộ sao được coi như là quý nhân giúp đỡ trong công việc và có niềm tin vui đưa tới, ha. Tuy nhiên nên không nên đầu tư làm ăn quá lớn ở trong cái năm mà mình tam tai, dù rằng là mình có cả Thiếu Âm và Thiếu Dương chiếu mạng, rõ ràng là đem đến có nhiều cái điều hanh thông ở trong cái công việc. Tuy nhiên hãy nhớ rằng mình vẫn đang ở trong năm tam tai, ở trong cái giai đoạn mà có thể nói là thí dụ như theo hình sin
của cái theo cái biểu đồ mà của cuộc đời mình, là mình đang ở trong những năm đi thấp, những năm ở dưới trung bình, cho nên là cũng tránh nên đầu tư, cũng tránh cho người ta mượn tiền mượn đồ, dù là có rất là nhiều sao phúc tinh tài tinh ở trong cái bụng cung mệnh của mình. Cung xung chiếu thì gồm có Long Đức, Mộc Dục, Đà La, nhưng lại bị triệt án ngữ. À, Long Đức, Mộc Dục, Đà La, nói chung là nếu như mà Mộc Dục có Mộc Dục và Đà La thì thai nghén không phải là một cái điều tốt đẹp đối với người Tân Dậu nữ mạng ở trong cái năm này. Cung xung chiếu thì có Long Đức đi trước thì cũng là một trong những cái phúc tinh đem đến nhiều cái gọi là phúc đức tài lộc, chứ không đến nỗi nào mà không có cái, không đến nỗi nào là xấu xa ha. Rõ ràng là ha, nãy giờ là tới vừa từ cung mệnh cho tới cung xung chiếu thì tất cả là có nhiều sao, nhiều cái phúc tinh tài tinh hơn là phá và bại tinh. Cung nhị hợp thì gồm có các sao như là Thái Tuế, Mộ, Tiểu Hao và Thiên Hỷ. Ôi chà, Cần Hà, có cả Đào Hoa, Tử Phù, Kiếp Sát, Phá Tái. Cung nhị hợp thì gồm có những nhiều hơn những cái sao gọi là đem đến phiền toái trong cái công việc. Cung nhị hợp thì thường là nói về những cái đối tác, những cái người hợp tác làm ăn với mình, cho nên là cẩn thận với nhiều cái sao mà xấu như thế này. Thì đặc biệt là có Thái Tuế nhập cung nhị hợp thì dễ những đối tác làm ăn cẩn thận vẫn hơn, vì có thể là những đối tác từ xưa giờ mình làm ăn không sao, nhưng mà cái năm này, năm tam tai này, coi chừng họ quay đầu với mình, cho nên là nhớ cẩn thận. Rồi, đó là cung nhị hợp. Còn cung tam hợp thì tốt đẹp hơn với Nguyệt Đức nè, Tiểu Hao, Phá Toái, Kiếp Sát, nhưng mà bị tuần án ngữ. Bên cạnh Đào Hoa, Phúc Đức, Hỷ Thần, Dưỡng, đằng trước á thì đầy những sao xấu nhưng mà bị tuần án ngữ, cho nên là không phát huy được cái xấu của mình. Với Tiểu Hao, Tử Phù, Kiếp Sát, Phá Toái là vẫn có. Với nữ mạng, đặc biệt là nữ mạng sinh vào những cái tháng như là tháng 8, tháng 2 thì nhớ cẩn thận, có thể xảy ra cái việc hao sức của mình dẫn đến nguy hiểm tới bổn mạng, chứ không phải là một cái chuyện bình thường ha. Tuy nhiên là bị tuần án ngữ cho nên là có thể nói là không dẫn đến chết người được, không dẫn đến mất mạng, nhưng mà có thể là bị tai nạn, bệnh, nằm một chỗ, phải có một cái thời gian bệnh nằm. Đào Hoa, Phúc Đức, Thiên Hỷ thì rõ ràng là đây là một cái năm, cái tin rất là vui cho những cái người mà Tân Dậu còn độc thân. Thì Đào Hoa nó nằm cho cung tam hợp như thế này thì rất dễ đem đến cái việc mà có tình yêu, có được cái người đến với mình, đặc biệt đi với Phúc Đức, Thiên Hỷ nữa ha, thì có chắc chắn là có niềm vui của cái chuyện tình cảm. Đây là một cái năm có thể nói là Tân Dậu dù là vào năm tam tai nhưng mà tình cảm cũng có sự phát sinh, cũng có sự nảy nở, chứ không phải là xấu tất cả mọi điều. Rõ ràng thì nãy giờ mình chia sẻ những cái gọi là sao nằm trong bên trong tử vi của năm Canh Tý đối với người Tân Dậu, thì phần lớn số lượng phúc tinh tài tinh vẫn nhiều hơn phá và bại tinh. Đặc biệt phá và bại tinh có những cái sao xấu đó như là Kiếp Sát, Tử Phù và Phá Toái, tuy nhiên là luôn luôn bị tuần hoặc trì án ngữ phía sau để khống chế bếp cái sự khó khăn. Mình đã nói là người Tân Dậu vốn dĩ là một trong những người không có số đẹp ở trong lục thập hoa giáp.
Tuy nhiên số vất vả không có, tôi nói thật sự mà nói, trong cái nhóm mà số xấu á, là Tân Dậu là xấu nhất, xấu nhất nhì ở trong cái lục thập hòa giáp. Cái nhóm nó có nhiều cái sao, nó có Sửu nè, có Dậu nè. Đó, thì Dậu thì đối với Dậu, Tân Dậu là rất là khổ, cả về tình cảm, về gia đạo, rồi về công việc không có tụ tài. Phải nói là từ nhỏ tới lớn đa phần Tân Dậu, mình không nói tất cả mọi người nha, còn có cái người là phải sinh vào tháng sinh ngày sinh thì mình mới biết là người đó khổ sướng ra sao. Tuy nhiên là Tân Dậu đa phần là không khổ về tiền bạc thì khổ về tình cảm, chứ không có người nào mà được trọn vẹn cả. Và mình nói vui, mình cũng hay nói vui, không có cái con gì trên đời này mà đưa đồ ăn ra mà như con gà, đưa một đống ra cũng phải bươi 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 rồi mới ăn, có nằm trên đống tiền thì phải cực thân, khổ như vậy đó, chứ không được sung sướng nhàn hạ giống như là Quý Hợi. Đó là cái tử vi của vận hạn của cái cả năm của người Tân Dậu sinh năm 1981 nữ mạng. Bên cạnh nhiều điều tích cực, tôi hãy nhớ rằng mình, người Tân Dậu nữ mạng, vẫn đang nằm ở trong tam tai năm nặng với mình, cho nên là nhớ cẩn thận. Dù rằng có rất là nhiều thứ đẹp đẽ, rất là nhiều thứ ok, nhưng mà mình hãy nhớ là mình có nguyên một cái đám dao nó đang được chỉ cho mình, cho nên là mình cũng phải cẩn thận đề phòng nhiều cái bất trắc đối với mình. Đặc biệt là mình nói rồi ha, đối tác làm ăn với người Tân Dậu trước đây thì không sao, nhưng có thể là vào năm này mình sẽ bị người ta chơi với những cái sao hạn cung trung chiếu, và đặc biệt là cung nhị hợp tạo ra như thế. Rồi đó là cái tử vi của cả năm. Thì bây giờ mình coi vận vào cái vận hạn 6 tháng đầu năm nó sẽ ra sao. Đầu tiên hết của cái năm Canh Tý 2020 là tháng Giêng, mà tháng Giêng là tháng Mậu Dần. Đối với năm Canh Tý, tháng Giêng là tháng Mậu Dần, mà tháng Mậu Dần thì thuộc thổ. Như vậy xét về trụ mệnh đối với người Tân Dậu nữ mạng là mộc gặp tháng thổ, là mộc khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Năm ra mình mộc cũng khắc thổ của năm, bây giờ tới mộc khắc thổ của tháng luôn, cho nên là bổn mạng sẽ xấu hơn nhiều so với cái năm một tí xíu. Cho nên là cẩn thận nha. Thiên can Mậu Tân không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Ok, mọi điều. Nạp âm của Mậu là thổ, Tân là kim, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, cho nên là công việc dù là cái tháng không tốt về bổn mạng, đáng lẽ phúc tinh tài tình nó yếu đi, nhưng cái thiên can như thế này thì không sợ, tài lộc không có, thậm chí là có tài lộc nhưng không quá lớn nha. Địa chi Dần Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp với nhau. Ok, mọi điều thấy cũng hấp dẫn á ha. Chỉ có cái bổn mạng là không tốt lắm trong tháng Giêng thôi. Tháng này thì người Tân Dậu mà nữ mạng thì cũng không phải là dạng vừa đâu, cho nên là cũng chén chú chén cha. Tháng Giêng này là tháng ăn chơi ha, coi chừng với cái mạng bổn mạng như vậy thì chạy xe cẩn thận, đừng có để xỉn xỉn về nhà xong thấy ủa sao mất miếng da ha, để quên miếng da dưới đường rồi này kia thì nó cũng kẹt nha. Rồi tiếp theo đó là tháng 2 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng 2 âm lịch là tháng Kỷ Mão, tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy thì thổ khắc thủy. Quên lộn, kim mộc khắc thổ. Sorry, cứ nói lộn hoài. Mộc khắc thổ thì bổn mạng cũng tiếp tục là giống như là tháng Giêng. Với mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Thiên can thì Kỷ Tân không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc cũng không có việc gì quá to lớn mà bị xung khắc. Cũng giống như là tháng Giêng, với Mậu Kỷ thuộc thổ, Tân thì thuộc kim, cho nên là nạp âm ngũ hành là tương sinh, thổ sinh kim, cho nên có tiếp tục là một tháng tốt đẹp về công việc, có chút tiền tài.
À, dù là năm tam tai nhưng mà có sa thái âm chiếu mạng thì như đã nói hồi phân tích hồi đầu thì cái nội tại của bên trong cái vận hạn nó cũng ảnh hưởng nhiều nhờ cái tử vi của cả năm, chứ không phải thế nào tử vi cả năm nói như vậy mà cái vận hạn ở bên trong nó lại ngược lại, không có, nó phải có liên quan thì người ta mới tổng hợp ra cái tử vi của cả năm ban đầu, chẳng qua là mình giải thích ngược lại thôi. Mình có nhiều người muốn cái sự chắc chắn cho nên là mình giải thích ngược lại một cách rõ ràng để mọi người biết và ứng dụng vào cuộc sống thôi. Địa chi thì tháng 2 không được tốt đẹp cho lắm với Mão Dậu, Tý Ngọ Mão Dậu. Mão Dậu thì thuộc nhóm lục xung cho nên gia đạo tình cảm để ý một chút xíu, nếu không muốn là nó xảy ra nhiều chuyện buồn phiền lắm. Như vậy đối với tháng 2 âm lịch, tháng 2 âm lịch của năm Canh Tý, tháng Kỷ Mão sẽ không tốt đẹp bằng tháng Giêng, vì địa chi là lục xung, bổn mạng thì cũng giống tháng tháng Giêng, là bị mạng khắc tháng ha, thiên can thì cũng giống tháng Giêng hết, nhưng mà rõ ràng là khác nhau là cái địa chi ha. Mà con người của Tân Dậu thì vốn dĩ Tân Dậu nữ mạng vốn dĩ cũng coi trọng cái vấn đề gia đạo tình cảm, yêu cũng nồng cháy lắm, cho nên là sẽ có cái buồn phiền nếu xảy ra cái gì đó ở trong tình cảm gia đạo. Tiếp theo là tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý, mà tháng 3 âm lịch là tháng Canh Thìn. Tháng Canh Thìn thì chắc chắn là thuộc kim, tháng Canh Thìn thuộc kim như vậy mệnh là kim khắc mộc, tháng khắc bạn mệnh, bổn mạng sức khỏe cực cẩn trọng, đề phòng những cái tai nạn phạm đến thân mình. Ở trên là mình khắc tháng, còn ở đây là tháng khắc mình, tổng năm là mình khắc tháng nữa, cho nên là bổn mạng của người nữ mạng Tân Dậu ở trong tháng 3, tháng 4 đều là hai tháng này là hai tháng kim thì rất dễ xảy ra cái việc không tốt đẹp về bổn mạng, cho nên là các em thì anh cực kỳ cẩn thận. Thiên can Tân Canh thì thuộc hành kim hết, lại không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc tiếp tục là tốt đẹp, rõ ràng sao thái âm chiếu cho nên là vận hạn ở trong trong năm của mình nó cũng tốt đẹp theo, đúng không? Địa chi thì Thìn Dậu thuộc nhóm nhị, lục hợp của địa chi, dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo tình cảm đâu, mà nó còn cho cả cái những cái mối quan hệ xã hội trong công việc làm ăn. Như đã nói ha, người mà gặp sao thái âm chiếu mạng rất dễ có quý nhân giúp đỡ và hanh thông về tiền bạc. Đây là tháng tháng 3 và tháng 4 sẽ gần gần giống nhau, để dễ có cái, tại sao từ tháng 3 là được lục hợp Thìn Dậu lục hợp, tháng 4 thì Dậu với Tỵ là tam hợp về địa chi ha, sẽ rất dễ có quý nhân giúp đỡ về tiền tài, về công việc làm ăn, về hướng mới để cho mình có cái sự phát triển hơn dù là trong năm 33. Đó là cái tuổi Dậu. Tiếp tục ta của tháng tháng 3, bây giờ tiếp tục là tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tháng Tân Tỵ, mà tháng Tân Tỵ tiếp tục là một tháng kim, sẽ giống như tháng 3 đúng không? Kim khắc mộc, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Khi mà hai tháng kim thì tháng kim sau nó sẽ chắc chắn là nặng nề hơn tháng kim trọng, cho nên là bổn mạng của cái người mà Tân Dậu nữ mạng phải nên cẩn thận cực kỳ ở trong cái khoảng thời gian tháng 3 tháng 4 này. Thiên can chữ Tân của Tân Dậu với Tân của Tân Tỵ đồng hành, cho nên là nhiều hanh thông tốt đẹp cho công việc tài lộc ha. Địa chi thì như đã nói Tỵ Dậu là thuộc nhóm tam hợp Tỵ Dậu Sửu, là dấu hiệu của nhiều may mắn tốt đẹp cho công việc lẫn tài lộc. Đây là cái tín hiệu hai cái tháng tháng 3 và tháng 4 rất tốt đẹp cho tình cảm và gia đạo. Nếu như các em mà độc thân ở trong giai đoạn này thì được tam hợp và lục hợp của địa chi cộng với cái đào hoa nằm ở trong cung tam hợp rất dễ có tình cảm tốt đẹp xảy ra ở trong giai đoạn này. Hãy tận dụng nó mà để có được cái tình cảm như ý của mình, để bớt đi cái để bớt phải gặp mà anh ba chúc vào cái ngày 11 tháng 11 hàng năm ha, ngày của những người độc thân.
nhớ nha. Rồi tiếp tục là tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý 2020. Tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ, tức là tháng Nhâm Ngọ thì là Dương Liễu Mộc, một tháng Dương Liễu Mộc, tức là tháng Mộc. Như vậy mệnh Thạch Lựu Mộc gặp Dương Liễu Mộc là đồng hành bổ mạng, sức khỏe tốt, ok. Tốt về sức khỏe, đỡ đền hơn. Hai tháng trên nguy hiểm quá, xuống tháng này nó đỡ hơn một chút ha. Thiên can Nhâm Tân thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên ok, không có vấn đề về công việc, không có vấn đề gì cả. Rõ ràng là với sao Thái Âm chiếu mạng cộng với thiên can là Tân canh không có gì hết, thì công việc của người Tân Dậu nằm trong vận niên nó cũng có sự tốt đẹp theo cái tử vi của cả năm luôn. Địa chi Dậu Ngọ, Tý Ngọ Mẹo Dậu, Dậu Ngọ nằm trong tứ hành xung, gia đạo khó tránh nhiều cái khó tránh buồn phiền âu lo, nhưng lại không quá lớn lao, chỉ là chuyện vặt vãnh nhưng mà nó có chút buồn phiền gãy gõ vậy thôi, vì nó nằm trong tứ hành xung nhưng mà nó xa nhau thì cái sự xung khắc của nó cũng không có quá lớn ha. Ok, tốt. Tiếp theo là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tháng Quý Mùi, cũng tiếp tục là một tháng Dương Liễu Mộc. Như vậy cũng sẽ là giống Mộc đồng hàng, bốn mạng sức khỏe không có vấn đề. Thiên can Tân Quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng tiếp tục giống như tháng 5. Ok, về công việc không có vấn đề gì cả, không có sự chống phá, cũng không có gặp cái quá nhiều cái lo lắng ở trong công việc. Địa chi Dậu Mùi thì tự chủ bên ngoài, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Do rõ ràng là tháng 6 tốt hơn tháng 5, nhờ cũng là tháng Dương Liễu Mộc, Tân Canh Quý, Nhâm Quý thì là cũng là hành thủy, nó cũng không có xung khắc gì. Rõ ràng là tốt đẹp cho người Tân Dậu hơn ở là cái tháng 5, vì tháng 5 có cái địa chi là Tý Ngọ Mèo Dậu nằm trong tứ hành xung. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái vận hạn của 6 tháng đầu năm Canh Tý 2020 đối với tuổi Tân Dậu nữ mạng. Ngoài cái việc hanh thông tốt đẹp nhiều ở phần địa chi, không có xung khắc gì, không có phải là gặp địa chi khắc tháng hay tháng khắc địa chi gì đó, đều là hanh thông tốt đẹp nhiều cái, còn được tương sinh về nạp âm ngũ hành, thì công việc đối với người Tân Dậu nữ mạng sẽ không có vấn đề. Chỉ có là tháng 2, tháng 5 là phải để ý về cái gia đạo tình cảm. Dĩ nhiên là 4 tháng đầu 4 tháng đầu với mạng khắc tháng, 2 tháng đầu mạng khắc tháng, 2 tháng 3 tháng 4 thì tháng khắc bổn mạng, thì cẩn thận cái bổn mạng sức khỏe của mình một chút xíu. Hy vọng rằng là những cái thống kê và chia sẻ tử vi vừa rồi của mình đối với người nữ Tân Dậu sẽ là một cái hành trang nhỏ để mọi người ứng dụng nó mà có được một cái năm gọi là tam đa năm nặng, nhưng mà được sao mệnh mọi thứ tốt đẹp, thành công mỹ mãn. Mọi người xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Ba Tử Vi hoặc là Tử Vi và Cuộc Sống, Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.